Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Thực sự là hôm nay tôi rất là xúc động vì là mình cũng vừa mới hoàn thành một cái sản phẩm thứ hai của mình, đó là cuốn ebook. Tuy nhiên thì cuốn ebook thì được tôi rất là trân trọng và tôi truyền thông, tôi làm mọi thứ rất là cầu kỳ. Tuy nhiên thì có một cái tài sản, một cái sản phẩm mà nó gắn bó với tôi 5 năm rồi, nhưng mà tôi chưa có cái cơ hội để tôi tâm sự, tôi chia sẻ với mọi người. Chính vì vậy mà hôm nay thì tôi cũng muốn tâm sự và chia sẻ với mọi người về một người mà viết blog. Chính là tôi. Tôi đã viết blog ở 5 năm trên cái trang blog là tiềncuatoi.vn. Và các bạn biết không, tôi đã có một cái thành quả về mặt cơ bản, đó là mỗi một ngày tôi có khoảng độ 2.000 người vào xem và khoảng độ 60.000 một tháng. Và hiện tại thì tôi có khoảng độ 1.000 bài viết các bạn ạ, ở trên trang blog của tôi. Rất là nhiều, các bạn nhìn thấy thôi nhưng khá là nhiều. Và tôi cũng đã kiếm được thu nhập phụ động từ cái blog của mình. Đó là những cái thành quả mà tôi muốn chia sẻ với mọi người từ cái blog của mình. Trong cái bài tâm sự ngày hôm nay, tôi cũng muốn nói nhiều hơn về cái trải nghiệm của mình trong cái việc viết blog. Thứ nhất thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái lý do để mà tôi viết cái blog này. Tôi viết blog bởi vì một vài lý do như sau. Thứ nhất là gì? Tôi viết blog bởi vì là tôi muốn review lại những cái kiến thức tài chính của tôi mà tôi đã từng được học ở trường ngân hàng. Tôi đã làm ở trong ngân hàng, làm ở công ty chứng khoán. Tôi muốn viết lại hết các bạn ạ. Và thực ra là tôi muốn xem là kiến thức của mình nó đến đâu. Đó, và tôi đã viết. Thứ hai đó là tôi muốn có một cái sự kiên nhẫn trong bản thân mình. Vì sao các bạn biết không? Thực sự là tôi rất là hay kiểu nóng vội. Đó, chính vì vậy mà khi tôi viết blog, nó đã làm cho tôi chậm lại một chút. Cái lý do thứ ba đó chính là tôi đã có một cái mục tiêu để dậy sớm vào mỗi buổi sáng. Khi tôi viết mỗi blog vào mỗi buổi sáng thì tôi đã dậy được rồi. Và khi tôi dậy là tôi viết một bài blog. Và một cái mục tiêu thứ tư đó chính là tôi muốn kiếm thêm tiền từ cái blog đó, một nguồn thu nhập thứ hai ngoài lương của tôi. Và một cái ý nghĩa rất là quan trọng mà nó là một cái mục tiêu dài hạn của tôi, đó chính là tôi muốn mang rất nhiều những cái giá trị tới cộng đồng. Đấy là những cái lý do mà giúp tôi gắn bó với cái blog của mình trong vòng 5 năm trở lại đây. Và tôi tin chắc rằng cái blog nó sẽ gắn bó với tôi một thời gian dài, và thậm chí là suốt cuộc đời của mình. Tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là viết blog có vất vả không. Thực sự thì viết blog đó là một cái niềm vui với tôi. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là không vất vả các bạn ạ. Thì tôi sẽ đưa cho các bạn một số những cái vất vả từ việc viết blog. Thứ nhất là gì? Mỗi ngày bạn phải dành từ 1 giờ đến 2 giờ để viết blog. Một ngày bạn có 24 tiếng mà bạn dành từ 1 đến 2 giờ để viết blog cũng là một khoảng thời gian cũng khá nhiều, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Bạn phải dậy sớm cũng vất vả chứ, đúng không?
Rõ ràng là nếu mình đi tập thể dục thì có thể tốt hơn, nhưng mình lại ngồi mình viết báo thì nó cũng là một cái sự đánh đổi đó. Thì đấy là tôi nghĩ rằng là cũng đấy là một cái sự vất vả và một cái đặc biệt quan trọng mà tôi nghĩ rằng cái này mới là cái lý do vất vả nó xứng đáng mà mình mà tôi muốn chia sẻ. Đó chính là mỗi một bài viết tôi phải rất là vắt óc để suy nghĩ, để tư duy, để tìm hiểu đó, và tôi viết lên cái trang của mình. Mỗi một bài viết đó các bạn có thể thấy nó hàng nghìn từ đến 2.000 từ, mà để có được 2.000 từ đấy thì mình phải tìm hiểu, đúng không ạ? Cái trang của tôi là chủ yếu là về tài chính, về các sản phẩm tài chính, vì vậy mà mình viết phải rất là chính xác. Nếu mà mình không viết chính xác thì làm sao mà người đọc có thể là tin tưởng mình, các nội dung của mình được. Và một cái điều quan trọng là gì? Những nội dung tôi viết ra đều là những nội dung mà tôi đã trải nghiệm, thực hành, sử dụng, và nó phải có giá trị, có hiệu quả thì tôi mới viết trên đó. Tôi lấy ví dụ với các bạn. Ví dụ như tôi viết một cái nội dung liên quan đến sản phẩm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì tôi phải tìm hiểu xem là cái nền tảng nào giúp mình đầu tư trái phiếu doanh nghiệp được thuận lợi nhất, đơn giản nhất. Cái nền tảng nào mà có thể giúp cho mình có được những cái doanh nghiệp đầu tư an toàn, minh bạch và với những số vốn mà nó phù hợp với tất cả các nhóm khách hàng. Ví dụ như từ 1 triệu trở lên là tôi cũng có thể là đầu tư được rồi. Đó. Và một cái điều quan trọng nữa là cái nền tảng đó phải có được cái hiệu quả. Nội dung thứ ba mà tôi muốn tâm sự và chia sẻ với các bạn đó chính là ai sẽ là người phù hợp để viết blog. Thực sự với các bạn là khi tôi viết blog cũng rất là tình cờ. Lúc đầu ấy thì tôi làm một cái website khá là hoành tráng về kết nối khách hàng vay của ngân hàng. Tôi làm rất là chuyên nghiệp, đẹp. Nhưng thực ra thì nó cũng chẳng có giá trị gì. Sau đấy thì tôi đã làm một cái blog. Tôi viết những gì mà mình biết, tôi viết những gì mình có. Nói chung là chủ yếu là chữ thôi mà các bạn. Đấy. Thì cái mà tự nhiên là nó làm cho mình cảm thấy mình gần gũi, nó làm cho mình thấy rằng là mình được 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 đang nói với chính bản thân mình. Các bạn, mình được được gọi là gì nhỉ? Được trao đổi với chính bản thân mình. Và tôi gọi đấy là những người sống nội tâm. Và những người sống nội tâm thì sẽ có cái tiềm năng để gắn bó với blog lâu dài. Và đấy là những người mà thực sự là sống có một chiều sâu. Chiều sâu. Vì khi viết trên blog là mình đang đối thoại với chính bản thân mình đấy ạ. Mình đang đối thoại với bản thân mình. Mình đang review lại bản thân mình. Mình đang xem xét lại bản thân mình. Đó. Thì đấy là những cái mà nó dành cho những người mà sống sâu sắc một nội tâm. Và thứ hai nữa là gì? Những người khao khát muốn hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Và tôi đánh giá rất cao cái việc mà chúng ta luôn có mong muốn hoàn thiện mình mỗi ngày, thì đó chính là những người mà phù hợp, rất rất phù hợp với viết blog. Thứ ba là gì? Những người có sự kiên nhẫn và những người mong muốn có được sự kiên nhẫn. Và tôi đang mong muốn có sự kiên nhẫn và tôi đang làm cái việc này và tôi đang dần dần đã cải thiện được cái sự kiên nhẫn cho mình. Và bây giờ thì tôi cũng không hay nóng vội nhiều lắm đâu. Đó.
Và trong bất kỳ một cái tình huống nào đó thì mình cũng cũng suy đi tính lại, rồi mình cũng làm cho nó hiểu thấu một vấn đề nào đó, mình mới 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 phát ngôn đó, thì đấy nó tạo cho mình một sự kiên nhẫn các bạn ạ. Và cái người nào mà phù hợp với viết blog nữa, đó là những người khao khát muốn kiếm thêm cái nguồn thu nhập thứ hai ngoài lương của mình. Trước đây thì là tôi cứ nghĩ là mình phải đi đầu tư thì mình mới có thêm tiền đúng không ạ, mình mới giàu được. Rồi thì mình phải đi làm thêm, mình đi làm thêm nhá, mình đi dạy rồi mình đi, tóm lại là mình đi làm thuê thêm bằng sức lao động của mình. Nhưng với viết blog, chúng ta sẽ có được một nguồn thu nhập thứ hai ngoài lương mà rất là đơn giản, rất đơn giản mà thụ động, tự động đó. Thì đấy là một cái mà tôi cho rằng là nó phù hợp với những người mong muốn như vậy, và tôi nghĩ rằng thì ai cũng mong muốn thôi, cái điều đó là điều rất là cơ bản vì ai cũng thích tiền mà. Tiếp theo thì tôi muốn tâm sự với các bạn là viết blog có cô đơn không? Thực ra thì mỗi buổi sáng thức dậy thì bạn sẽ ngồi một mình đối mặt với chiếc laptop, và những buổi sáng sớm như vậy thì rõ ràng một mình thì cũng cô đơn rồi đúng không ạ? Nhưng chính cái điều đó sẽ làm cho mình được tĩnh lặng và được trọn vẹn nhất với việc là mình review lại chính bản thân mình khi bạn viết trên cái blog. Những cái nội dung bạn viết ra thì chính là những cái điều bạn suy nghĩ, và khi bạn suy nghĩ những cái điều đó mà bạn viết ra được thì bạn sẽ biết được là mình đang nghĩ cái gì, đang có được những cái gì, và suy nghĩ của bạn nó sẽ càng được sáng tỏ hơn, và đó chính là cái giá trị tốt nhất mà khi viết blog đang mang lại cho bản thân mình. Và cái sự cô đơn đó thì nó chỉ là cái thoáng qua thôi, còn cái việc quan trọng khi mà mình đã đối mặt được, mình nhìn lại chính bản thân mình đối mặt với chính bản thân mình, thì cái sự cô đơn đó nó sẽ mất đi. Và mình chắc chắn rằng khi mình đã quen rồi với cái việc là đối mặt với bản thân mình rồi thì mình nghĩ rằng dần dần các bạn sẽ cảm thấy rất là vui. Và khi mình đã chiến thắng được bản thân mình rồi, với bất kỳ một cái suy nghĩ nào mình chiến thắng, mình clear, mình rõ ràng được với bản thân mình, thì rõ ràng là đây nó sẽ là những cái gọi là cái chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Tiếp theo thì đến cái phần số 5, mình sẽ chia sẻ về bắt đầu với blog như thế nào. Thì đây là một cái câu hỏi mà nói chung nó là thường xuyên các bạn. Có một điều như thế này các bạn. Tôi nghĩ rằng là đầu tiên ấy, thì chúng ta phải là một người hành động. Hành động. Bạn có muốn hay không? Và bạn muốn rồi thì bạn có hành động hay không? Cái đấy là cái quan trọng nhất. Nếu bạn hỏi cho nó có thì tôi nghĩ rằng cũng chả cần thiết. Và đối với tôi thì nếu mà cái việc mà khi mình đã mất công mình hỏi một ai đó, hay là mình bất mất công mình đã tìm hiểu một cái gì đó, thì mình cố gắng là làm cho tới nơi tới chốn các bạn ạ. Cố gắng. Và tôi nghĩ rằng đấy là rèn luyện cho mình một cái đức tính để mà mình có thể là luôn làm tốt nhất những cái việc mà mình mong muốn trong hiện tại. Đó là một cái mà yêu cầu đầu tiên để mà bắt đầu để viết blog.
sau đó thì chúng ta mới nói đến tiếp là thực hiện như thế nào. Khi bạn đã mong muốn rồi, bạn quyết tâm và bạn sẵn sàng thực hiện rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện như thế nào. Thứ nhất thì sẽ phải có một cái nền tảng để mà chúng ta chia sẻ, đúng không ạ? Thế thì có hai cái nền tảng mà chúng ta có thể chia sẻ được. Thứ nhất là một cái nền tảng cơ bản thôi. Nói chung là chỉ viết nội dung thôi, chỉ viết nội dung thôi. Viết và viết thôi. Và cái nền tảng này là miễn phí các bạn ạ. Miễn phí hoàn toàn 100%. Đó là cái nền tảng blogger.com của Google. Tôi thấy rằng là đây là một cái để cho các bạn học hỏi để viết được. Học hỏi để viết rất là dễ, cực kỳ dễ luôn. Đăng ký bằng tài khoản Gmail của mình, sau đó thì là gì, post bài, làm cái tiêu đề, xong viết nội dung để viết, rất là dễ và làm được ngay đó. Và nếu mà các bạn muốn làm cái blog mà nó chuyên nghiệp đó, nó có nhiều tính năng đấy, và có thể là nó mở rộng được rồi thì nó như một cái website các bạn, thì các bạn dùng cái nền tảng là WordPress, thì cái này sẽ mất phí. Và để mà làm được cái website như dạng blog như vậy thì bạn sẽ phải có hai thứ, đó chính là tên miền. Tên miền chính là cái địa chỉ ấy. Cái địa chỉ, ví dụ như là của trang web của mình là tiềncuatoi.vn. Và thứ hai là cái gì ạ? Cái thứ hai đó chính là cái hosting hay gọi. Đấy là cái nơi mà chứa các cái nội dung của cái trang web của mình. Ví dụ như dạng bài viết, dạng text, video hay hình ảnh. Đấy là cái host của bạn. Để cho các bạn dễ hiểu thì mình sẽ minh họa như thế này. Là cái nhà của bạn, cái số nhà thì đấy nó chính là cái tên miền. Thứ hai, cái nhà của bạn ấy, chính là cái host mà nó sẽ chứa cái đồ đạc của nhà mình. Đó. Thì các bạn như thế vậy thì các bạn sẽ hiểu là mỗi một cái website thì nó phải có một cái tên miền và một cái host. Và hai cái đó phải mất tiền để mua, để bạn thuê, bạn trả hàng năm. Thế thì hai cái đó mà để mua, mà thuê trả hàng năm thì nó rơi vào khoảng độ là 779.000 đến thời điểm hiện tại. Tối thiểu nhất bạn mất như thế để thì bạn sẽ có được một cái địa chỉ và một cái host để mà các bạn có thể là sử dụng. Như vậy là gì? Hòa đã vừa chia sẻ và tâm sự những cái mà trải nghiệm thực sự của mình trong 5 năm viết blog tài chính cá nhân tiền của tôi.vn. Đây là những cái điều căn bản nhất, những cái nền tảng, những cái cốt lõi và những cái yêu cầu mà để có thể mà bắt đầu để viết blog được, để mà chúng ta có thể là có một cái hành trình dài gắn bó với cái blog của mình. Và có lẽ câu chuyện này cũng là một cái trải nghiệm để giúp cho các bạn trẻ chuẩn bị bắt đầu với viết blog và nhìn thấy được và chuẩn bị sẵn cho mình được những cái kiến thức, những cái nền tảng cơ bản và những cái khó khăn để các bạn có thể bắt đầu với blog đầu tiên của mình. Mình là một người làm tài chính, mình không có một chút kiến thức nào về kỹ thuật, tất cả mọi thứ mình đều học hết từ A đến Z trên online đó. Và mình tin rằng các bạn đều có thể làm được và ai cũng có thể làm được. Thì các bạn nếu muốn hành động, nếu muốn thực hiện thì hãy bắt đầu ngay đi ạ. Và mình nghĩ rằng blog nó sẽ là một cái tài sản về dòng tiền cho các bạn, và nó cũng là một cái tài sản mang lại cái niềm vui và hạnh phúc cho các bạn. Và blog nó cũng là một cái tài sản để mà làm thương hiệu cho các bạn. Blog nó cũng là một cái tài sản để thể hiện cái tri thức, cái kiến thức của bạn, cái vị thế của bạn trong xã hội.
Ok, vậy là mình đã tâm sự những cái tâm huyết nhất trong cái việc viết blog và hiểu về nó, và những cái tâm đắc nhất của mình đến thời điểm hiện tại. Và mình chúc các bạn sẽ luôn có nhiều những cái niềm vui, niềm hạnh phúc, nhiều những bài học quý giá khi mà thực hiện viết blog cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.